Kính thưa quý thầy cô, nếu như nhiều người ngày buổi chiều ngày hôm qua chúng ta thấy một cái cơn mưa rất là lớn ở Vũng Tàu và mọi người đều lo lắng rằng có thể sẽ rất gây cản trở cho cái hội nghị tim mạch sáng ngày hôm nay, nhưng cơn mưa đó nó đã gột rửa cả cái bầu trời Vũng Tàu, làm cho buổi sáng ngày hôm nay nó rất là trong xanh. Và cũng giống như vậy, vào cái thời điểm này năm ngoái, cái đường đi lại giữa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tỉnh thành khác, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội, chúng ta đã bị cắt đứt gần như là hoàn toàn. Cái việc đi lại giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu lúc đó phải cực kỳ là khó khăn. Và sau một năm, có lẽ là ít có ai, dù có trí tưởng tượng phong phú như thế nào, thì chúng ta lại có thể tưởng tượng được rằng cái cuộc sống nó trở lại bình thường và tất cả những hoạt động khoa học nó trở lại nhộn nhịp. Và một điều vui mừng vô cùng to lớn đó là chúng ta được ngồi lại đây, được nhìn gặp lại các quý thầy cô trong cái giảng đường, trong cái không khí tưng bừng ngày như vậy. Thì kính thưa quý thầy cô, đó là một cái niềm vui lớn. Và để tiếp nối những thành công, cái hội nghị của những năm trước vốn bị gián đoạn trong dịch Covid vừa rồi, thì hội nghị năm nay với chủ đề xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2022 cũng sẽ là diễn đàn cho các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ kiến thức về chuyên môn, và đặc biệt cũng là nơi chúng ta gặp gỡ để trao chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái nỗi lo và những khát vọng đã đi qua một cái trận đại dịch mà có lẽ mỗi một người khó và cũng không ai mong muốn chúng ta có được một trải nghiệm lần thứ hai. Thì đến tham dự hội nghị ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu về phía khách mời quý thầy cô. Chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Minh, chủ tịch Liên Phong hội Tăng huyết áp Việt Nam, phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Chúng tôi xin kính giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Phạm Nguyễn Vinh, chủ tịch Hội Siêu âm tim Việt Nam. Chúng tôi xin kính giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Hồ Thượng Dũng, phó giám đốc Bệnh viện Thống Nhất và chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Việt Nam. Xin kính giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Hồ Huỳnh Văn Trí, phó chủ tịch Liên chi hội Tim mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính giới thiệu giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức hội nghị. Xin kính giới thiệu giáo sư tiến sĩ Lê Ngọc Thành, hiệu trưởng Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin kính giới thiệu giáo sư tiến sĩ Võ Thành Nhân, chủ tịch Hội Tim mạch Can thiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Và đến tham dự hội nghị lần này còn có rất nhiều các chuyên gia, các báo cáo viên, phóng viên đài truyền hình trung ương và địa phương, đại diện của lãnh đạo các công ty tài trợ, và đặc biệt là có sự có mặt của hơn 600 đại biểu trong hội trường ngày hôm nay. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Và để không mất nhiều thời gian hơn nữa, chúng tôi xin trân trọng kính mời thầy giáo sư tiến sĩ Trương Quang Bình, phó giám đốc bệnh viện, giám đốc trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trưởng ban tổ chức hội nghị có đôi lời phát biểu với tất cả quý thầy cô, quý đại biểu. Xin mời thầy. Kính thưa các quý thầy cô, như là phó giáo sư Lê Minh Khôi đã giới thiệu, kính thưa tất cả các vị đại biểu, quý vị khách quý và các bạn đồng nghiệp thân mến. Cho phép tôi gửi tới hội nghị của chúng ta, tới tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý và những người đang ngày đêm miệt mài công tác trong lĩnh vực tim mạch, lời chào mừng tốt đẹp nhất hôm nay. Nhằm phát triển hơn nữa về tim mạch của Việt Nam nói chung và của Bệnh viện Đại học Y Dược nói riêng, bệnh viện chúng tôi hàng năm tổ chức hội nghị khoa học thường niên với cái chủ đề là xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch, và năm nay đó là lần thứ 7, 2022. Chương trình hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày với các thông tin như sau. Ngày 16 tháng 9, tức là ngày hôm qua, đã có một ngày tiền hội nghị với các chuyên khoa tim mạch can thiệp, phẫu thuật tim và
và phẫu thuật tim trẻ em. Và trong hôm nay và ngày mai sẽ là chương trình chính của hội nghị của chúng ta, gồm tất cả những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tim mạch. Hội nghị sẽ cập nhật nhiều vấn đề mới gắn liền với thực hành lâm sàng tim mạch trên thế giới, được truyền tải qua 153 bài báo cáo của các chuyên gia đầu ngành trong tim mạch của chúng ta. Trong khuôn khổ hội nghị, bệnh viện cũng có phối hợp với trung tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu của xã hội của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh để cấp những cái chứng nhận về đào tạo y khoa liên tục nếu mà quý đại biểu cần. Và thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các quý thầy cô, quý công ty đã tích cực chuẩn bị trong thời gian vừa qua, trong năm 2022, để mà hội nghị này được diễn ra theo đúng kế hoạch. Ban tổ chức xin chào mừng và hân hạnh tiếp đón quý vị đại biểu tham dự hội nghị khoa học của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Và tôi xin chính thức tuyên bố là hội nghị chúng ta bắt đầu. Sẽ đến những cái phần về chuyên môn. Xin mời Phó Giáo sư Lê Minh Khôi sẽ tiếp tục chương trình. Dạ, em xin cảm ơn thầy giáo sư tiến sĩ Trung Quốc Bình. Thì chương trình khai mạc hội nghị của chúng ta đến đây là kết thúc. Thì trước khi chúng ta chia thành các phiên, tôi cũng xin thay mặt ban tổ chức thông báo rằng chúng ta có một cái phiên gọi là đại giảng đường ở tại cái hội trường này, và ba cái giảng đường ở phía tầng dưới tầng 1 và tầng trệt, tức là giảng đường 1, giảng đường 2 và giảng đường 3. Thì kính mời quý báo cáo viên, quý đại biểu, chúng ta sẽ phân chia thành các giảng đường theo đúng cái lịch ở trên cái tờ chương trình. Và về chương trình hội nghị thì chắc chắn là với sự góp mặt của quý thầy cô thì tôi tin chắc chắn rằng cái chương trình sẽ thành công tốt đẹp. Quan trọng là buổi tối ngày hôm nay ở 169 Thụy Vân, nhà hàng Aurora Event, thì ban tổ chức xin kính mời tất cả quý thầy cô, quý đại biểu chúng ta họp mặt để hàn huyên trong một cái buổi gala dinner rất là đặc biệt ở thành phố Vũng Tàu. Xin cảm ơn tất cả quý thầy cô, quý đại biểu và quý đồng nghiệp.